À, em xin chào chị Liễu. Chị Liễu ơi, chị Liễu có nghe rõ em nói không ạ? À? Dạ mình nghe rõ. Dạ xin À, chào cả nhà. Chào. chị ơi, hôm trước em lướt Facebook em có thấy chị đăng cái bài về dầu gội ấy, đúng không ạ? Dạ. À? À, chị ơi, em đang có cái vấn đề về tóc, nó cũng lâu rồi á, là cái tóc em nó bị khô, với cả cái mùa này nó lại rụng nhiều ấy chị, mà không biết là cái dầu gội bên mình có thể là giải quyết được cái tình trạng này của em không nhỉ? Chào em, trước khi trả lời câu hỏi của em thì chị cho chị phép mạn phép chị hỏi là trong cái thời gian gần đây em có bị chết không, bị chết hoặc là chích ngừa hoặc là bị COVID mới dậy ấy, mới ốm dậy hoặc là có một cái căn bệnh gì mới mới bị bệnh dậy ấy. Hoặc là mình bị À. COVID hoặc là mình bị chết thì em có thể nói cho chị biết được không? À dạ, trong cái thời gian mà cách cái đây 4 tháng á, thì em không có bị COVID, rồi về cái chế độ sinh hoạt đó thì cũng không có vấn đề gì bất thường, chỉ có là em bị COVID năm ngoái thôi, cuối cuối năm ngoái thôi chị ạ. À, vậy là mình cũng có thể là trong cuộc sống mình đến cái tuổi của mình ấy là tầm khoảng bốn ba ba mấy 40 trở lên thì đến cái tuổi mà thay đổi nội tiết tố thì đó cũng là một số cái ảnh hưởng để làm cho cái mái tóc của mình rụng đi. Nhưng mà chị cũng đã sử dụng cái sản phẩm dầu gội Enfa mà em vừa nói thì nó có giải quyết được vấn đề của chị giống như vấn đề của em, thì nó có giải quyết được là sau một tuần sử dụng là làm cho tóc mình giảm dần sử dụng và khoảng chừng 2 tuần sau thì tóc con đã mọc như bây giờ của chị, thì bây giờ tóc nó đã cái tóc con nó mọc nó đã dài hơn rồi đấy. Ủa, chỉ có sử dụng 1 tuần mà đã hiệu quả rồi hả chị? À, À, cái một này là tuần không biết là chị cảm là ơn cái em. này là cái chị ơi, cái này là thành phần là nó như thế nào mà mình sử dụng 1 tuần nó đã hiệu quả đấy chị nhỉ? À, chị cảm ơn em. Một tuần hiệu quả là chị cảm nhận là mấy ngày đầu mình sử dụng thì cái tóc nó giống như có thể là vẫn còn 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 rụng em nhá. Một tuần thì chị sử dụng thường là vì công việc cho nên là đầu hơi bết thì thường một tuần là chị gội 3 đến 4 lần. Thì hết một tuần đấy thì đến cái tuần thứ hai khoảng giữa tuần đấy thì chị cảm nhận cái độ tóc rụng như hàng ngày ấy. Bình thường là chị gội là chị vo là một nắm tay. Nhưng mà sau hơn một tuần thì chị gội thì cái lượng tóc nó rụng nó đã giảm thôi mà chứ không phải hết, nó giảm thôi nhá. Ừ. Rồi sau khoảng 2 tuần ấy, thì thấy đầu da đầu nó ngứa thì chuẩn bị tóc con nó mọc lên. Tại vì cái thành phần ở trong cái dầu gội của mình nó có một cái thành phần từ thiên nhiên, tất cả mọi thành phần đều từ thiên nhiên nhưng mà đặc biệt là từ cây ngưu bàng. Cây ngưu bàng là một trong những loại cây mà có cái tinh chất mà nó kích thích cho cái việc mà mọc tóc ra và hạn chế cái sự tóc rụng, và dần dần nếu mà sử dụng lâu dài thì có thể hết luôn. À, chị ơi, cái em thấy chị nói là cái dầu gội này nó là thành phần từ thiên nhiên ấy, mà em thấy trước đây em cũng có xài các cái sản phẩm thiên nhiên mà em thấy xài thì dễ bị bết đầu ấy chị ạ. Nên là em rất À. là sợ bị bết đầu. Đây này em nhìn tóc của chị này, đây là 2 ngày rồi chưa gội nhưng mà nó không có hề bết, nó rất À. là mềm mượt và tơ, dù là cái lượng tóc con nó mới ra nó đã chỉa lên nhưng mà giờ nó đi vào nếp thì nó không còn bết nha mà. Đấy là hiện tại chị đang sử dụng. À, với lại ở thành phần từ thiên nhiên thì ngoài cây ngưu bàng ra em thì nó còn có hà thủ ô đấy, hà thủ ô À. rồi xả rồi cây bền trầu, những cái đó nó rất tốt. Những cái đó, những cái thành phần từ thiên nhiên đó thì người Việt Nam mình xưa đây cũng đã sử dụng rồi, nhưng mà đặc biệt cây ngưu bàng là xuất phát từ Ba Lan em ạ. Cái sản phẩm này mình dùng từ nước, mình nhập khẩu nguyên được sản xuất từ nước ngoài về, mà nhất là nước Ba Lan đó, ở trong cái môi trường y tế hoặc là sản xuất mỹ phẩm của họ ấy, thì rất là gọi là rất là nghiêm khắc và rất là kiểm tra rất là kỹ. Thì cái sản phẩm mà được nhà cung cấp Phú Thái nhập về thì nó đã được qua kiểm định của nhà, được xin phép và được nhà nước mình kiểm định, thì em thấy là những cái sản phẩm như thế nó sẽ có một độ uy tín và hiệu quả rất là cao mà. Chị ơi, em thấy nghe chị nói là cái sản phẩm này là cái sản phẩm nhập khẩu ấy, thì em thấy bây giờ trên thị trường cái sản phẩm mà gọi là xuất xứ từ nước ngoài cũng rất là nhiều, được nhập khẩu về cũng rất là nhiều, mà em thấy trên TV vẫn đăng là các cái sản phẩm đấy là có cái hiện tượng là hàng giả hàng nhái ấy, thì không biết là bên mình khi em mua hàng bên chị làm sao để em biết được là hàng chính hãng chị ha? À, cảm ơn em, câu hỏi rất là hay. Ở trên mỗi một cái sản phẩm là có cái mã vạch,
Em có thể check cái mã vạch đó lên Google thì nó đều được. Rồi thứ hai nữa, bên nhà cung cấp Phú Thái cung cấp hàng cho dropshipping mình bán thì người ta còn có một hai cái cam kết rất là đặc biệt kèm theo em. Một cam kết thứ nhất là nếu mà em sử dụng mà nếu mà em bị dị ứng ấy thì dị ứng với sản phẩm đó thì nhà mà do bác sĩ người ta kê, người ta bảo nó từ cái sản phẩm đó mà mình bị dị ứng thì nhà cung cấp hoàn cho em đổi trả lại hàng. Và còn một cái rất là tốt nữa là rất là đắt giá ở đây nữa là Drupy luôn cam kết cái sản phẩm của Drupy cung cấp là sẽ đền 200% cái sản phẩm mà em mua nếu phát hiện ra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng em nhé. Và cái điều cam kết này chị thấy là trên thị trường chưa có cái chưa có câu một cái công ty nào hoặc cái mô hình bán hàng nào mà họ dám cam kết như thế. À, dạ Em cứ yên tâm. vậy thì về cái xuất xứ thì em yên tâm rồi, nhưng mà bây giờ có một cái nữa là em thắc mắc đó, là trước đây là nói thật với chị là em cũng có sử dụng cái sản phẩm thảo dược, tuy nhiên là nói là các sản phẩm thảo dược thì khi mà mình sử dụng ấy là bên bên cái người bán họ hướng dẫn là em phải pha cái nước nóng để em gội ấy, thì thực sự là rất là bất tiện ấy, nhiều khi mà Đúng rồi. mình nhà em không có máy nóng lạnh ấy, nên là thành ra là khi mà em vào đôi khi là mình vô để mình tắm gội luôn thì mình lại quên đưa nước nóng vào, thế cuối cùng lại lại thải ra. Thì em không biết là bên mình cũng là thành sản phẩm thảo dược thì khi gội mình có phải pha nước nóng để mình gội không chị nhỉ? À, em ơi, đặc biệt là cái sản phẩm mà dầu gội Enfa-Pha của nhà cung cấp Phú Thái cung cấp cho đầu Dropy bán thì cái sản phẩm này em chỉ cần lấy một lượng vừa đủ và em chia làm hai phần, à em pha lấy một lượng nước mà nước lạnh bình thường em tắm ấy em pha vào và em sử dụng lần một là một nửa cái lượng đấy em gội đầu xong em massage khoảng chừng 1 đến 2 phút xong em xả đi, đấy là nước lạnh em nhá, em xả bình thường và sau đó em lại gội lại lần hai. Cái lần hai này là lần một là giống như kiểu là mình làm cho cái tóc mình sạch hơn, đỡ bết rít hơn, sau đó em bỏ một lần hai vào thì cái lần hai này em massage lâu hơn một chút xíu nữa và sau khi em xả đi thì tác dụng của lần hai này làm cho tóc mình là được cái da đầu và tóc được thấm hút sâu những cái tinh chất từ 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 dầu gội để cho cái tóc mình khỏe và chính cái lần hai này nó làm cho cái da đầu của mình và cái tóc của mình nó khỏe và nó bớt rụng tóc ở cái giai đoạn này và em nhớ lại yên tâm là chỉ cần pha một lượng nhỏ dầu gội với lại nước lạnh của mình thôi em nhé. Nếu mà bây giờ là tại vì cái thực sự ra là tóc em thì bình thường cũng không gầu ấy, mà cái đợt này kiểu là Xin phép thời mà tiết Hoàng Sài ơi, Gòn. Hoàng nói to lên chút Hoàng ơi. Alo, chị ơi, tóc em thì thấy cái thời gian trước á, là nó không có bị gầu, tuy nhiên là cái đợt này là cái thời tiết Sài Gòn nó ẩm ương ấy, nên là em lại thấy đầu gầu nhẹ nhẹ, thì không biết là nếu mà em xài sản phẩm bên mình thì có giúp cho cái gầu của em nó mất đi không chị À em ơi, trong này nhở? nó có rất là nhiều dưỡng cái dầu gội Enfa-Pha của mình nó có rất nhiều dưỡng chất. Ngoài cái tác dụng là chống rụng tóc và kích mọc tóc rồi giữ những cái sợi tóc non đã mọc ra thì nó còn có tác dụng là trị gầu, làm cho tóc mình khô thoáng và không bết rít. Đấy nó có nhiều tác dụng em nhé. Dạ thế vậy thì đúng là cái sản phẩm em cần tìm rồi, nhưng mà một cái chai của mình như thế là xài được lâu không chị ha? Xài lâu em, nếu như bình thường như như bạn chị cũng bán được 3 khách hàng và khách hàng nào phản hồi cũng ưng em ạ. Và cái sản phẩm họ là cái chị bạn của chị nói chị là ôi chị ơi em dùng cái dầu gội này thích quá, em chỉ còn có đến tuần thứ hai rồi, ông xã nhà em là có cái bệnh hói đầu đến tuần thứ ba là ông đã cảm thấy là ngứa ngứa ra đầu này rồi và cả hai vợ chồng nhà em sử dụng thì đến nay mới có hết chút xíu à, tại vì mình chỉ cần được một lượng vừa đủ như dầu, ít hơn cái dầu gội bình thường mà em đã sử dụng ấy. Đó, em pha này mình còn được pha vào nước xong mình đi phủ lên tóc, mình đi gội nữa thì Cái dung nó tích không có nó là tốn bao kém. nhiêu chị ha? Cái dung tích một À, một nó cái chừng lọ khoảng như nếu mà em đổ ra cái chén như chị thường pha thì nó chừng khoảng là một đốt ngón tay của mình. à, không, ý là em hỏi Chị là cái ước lượng. chai ấy, nguyên cả cái chai ấy là cái dung tích nó là tầm bao nhiêu, và cái À, chị báo giá cho em 200 luôn. Dạ, 250 ml em ạ. cái giá nó thế nào chị nhỉ? À, giá thì rất là rẻ nha, với những cái tác dụng tuyệt vời như thế thì với giá là 350 ngàn thì chị nghĩ là so với những cái dầu gội khác trên thị trường nó rất là mềm và rất là dễ sử dụng và phù hợp với túi tiền của mọi người em nhé. Chị ơi, bữa trước là em cũng có mua cái sản phẩm thảo dược cái mà 500 ml mà có
200.000 thôi mà đây 200 mà 350.000 thì em thấy hình như là chị bán mắc hơn thị trường phải không chị nhỉ? À em ơi, riêng cái sản phẩm Enfa-Fa, dầu gội Enfa-Fa này này, nó có bộ ba. Mỗi một loại nó sẽ là 350.000, thì một combo của nó sẽ là 1.050.000 em ạ. Nhưng mà không hề mắc, vì sao? Khi mình mua, như bản thân chị trước khi đến với dầu gội này thì chị đã sử dụng rất là nhiều dầu gội khác. À, chị không tiện nói tên ở đây, nhưng mà em cứ so sánh cái sản phẩm trên thị trường, em nói là 500 ml, nhưng mà em sử dụng ấy thì cái tác dụng nó có được không? Cái tác dụng ấy, nếu mà em đã tiền tìm đến cái sản phẩm mới này của chị rồi thì khẳng định với em là cái sản phẩm em mua với giá đấy là nó không có tác dụng rồi. Nhưng mà chị dám khẳng định với em là 90% là sau em sử dụng cái sản phẩm này 1 tháng, có nghĩa là giảm dần sau hơn 1 tuần đến 2 tuần, nhưng mà sau em sử dụng 1 tháng thì em sẽ ưng ngay, và có thể là chính em cũng đã giúp chị có rất là nhiều khách hàng. Đấy là một điều cam kết. Vậy tuyệt vời quá chị ạ. À. Mà bây giờ em nếu mà em ban đầu em xài em không có biết là mình xài có hiệu quả hay không thì em có thể là chỉ có xài một cái chai gội thôi hay là như thế nào hay là thì có được hay À, không? Em muốn à, chỉ cảm ơn xài câu cái hỏi chai của gội em thôi. nhé. À, chị thì chị thấy như thế này này. Một khi nhà cung cấp họ đã sản xuất ra và họ đã nhập về một combo thì nó có nguyên do của nó. Có nghĩa là mỗi một ví dụ dầu gội thì giúp mình có tác dụng là kích mọc, chống rụng tóc, kích mọc tóc. Nhưng mà cái dầu xả giúp cho tóc mình suông bồng hơn, và trong đó cái tinh chất ấy, cái tinh chất mà để mà giúp cho mình sạch gầu này, rồi kích mọc tóc này, rồi chống rụng tóc ấy, nó có trong đấy rất là nhiều. Thì khi mà mình ủ tóc anh em thì nó lại còn càng có tác dụng nữa. Rồi nếu mà để càng hiệu quả hơn thì mình nên nhúng tóc khô, đâu phải lúc nào mình cũng gội đầu được đúng không nào? Mà nhưng mà tóc của mình thì lúc nào nó cũng cần dưỡng chất, cho nên cái chai dầu xịt đấy các em, hay em đấy em, thì nó lại rất hiệu quả trong những lúc mà mình không gội đầu, thì mình tóc mình khô về mình vén tóc ra mình xịt nữa. Vậy cho nên là khi mà sản xuất, khi mà chị đã hướng dẫn và chị đã tư vấn cho em cả bộ ba này thì nó đều có tác dụng của nó, và nhà cung cấp cũng khẳng định là khi mình đã điều trị về tóc rụng và muốn kích mọc tóc lại thì dùng bộ ba là hiệu quả nhất em nhé. Dạ vâng ạ, em hiểu cái những cái nội dung chị tư vấn rồi, em thấy là lần đầu tiên mà em mua dầu gội mà em thấy được tư vấn rất là tận tình như thế. Mặc Chị dù cảm ơn. là em thấy thì nãy là so với cái chai cũ thì em mua là đúng là mắc hơn thật, nhưng mà nghe chị nói thì em nghĩ là em nên đầu tư cả cái bộ sản phẩm bên chị. Chị Chị cảm ơn. inbox em cái em sẽ inbox chị cái địa chỉ và chị gửi liền cho em nhé. Cảm ơn chị Chị rất là cảm ơn nhiều. nhé. À, Em cảm cảm ơn ơn em em đã nha. làm bên chị. À, nhưng mà giờ em đặt hàng bên chị ấy, thì chút xíu nữa thôi chị sẽ gửi em một số cái thông tin về sản về ba cái sản phẩm combo dầu gội, dầu xả và chai xịt dưỡng Enfa-Fa, để em tìm hiểu thêm kỹ hơn nữa. Và khi em tìm hiểu kỹ và có đúng như lời chị nói không thì lúc đấy em đặt hàng cũng không muộn nhá. Và Dạ, nếu mà tuyệt đặt quá chị hàng mà ạ. sau này sử dụng nó hiệu quả thì mong em lan tỏa dùng cho chị nhá. Chị cảm ơn em nhiều.